Nữ doanh nhân biến mất và đường đi của 900 tỷ đồng. Những bí ẩn về các lô hàng và chiếc xe Lexus mà bà Mai sử dụng bắt đầu lộ diện. Sau khi bà Nguyễn Thị Mai, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm, công ty Mai Lâm, biến mất cùng số tiền trên 900 tỷ đồng mà chưa rõ nguyên nhân, các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư, góp vốn mới bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện xung quanh. Những bí ẩn về các lô hàng và chiếc xe Lexus mà bà Mai sử dụng bắt đầu lộ diện. Ngày 1 tháng 4, sau khi biết bà Mai biến mất, 21 doanh nghiệp, cá nhân có vốn đầu tư và đối tác của công ty Mai Lâm đã đến trụ sở công ty này tại số 12/30A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tìm hiểu sự việc. Tại đây, ông Trần Anh Dũng, đại diện cho công ty Bảo Tín Minh Thu, đã đứng ra tổ chức một cuộc họp với hơn 20 doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư, góp vốn cùng công ty Mai Lâm. Thư ký cuộc họp là bà Trang, trợ lý của công ty Mai Lâm. Tại cuộc họp, ông Dũng đã thông báo về việc bà Mai biến mất, tắt điện thoại, không liên lạc được. Mọi người đều thống nhất ý kiến cho bà Mai cơ hội quay về, lý giải rõ số tiền doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư hiện đang ở đâu hay đã đầu tư vào những lĩnh vực gì. Tuy nhiên, đến nay, bà Mai vẫn bật vô âm tín. Quá trình làm việc, số tiền tổng cộng bà Mai đã nhận hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân được xác định lên tới hơn 900 tỷ đồng. Lúc này, các nhà đầu tư mới giật mình vì số tiền khổng lồ này và tiến hành kiểm kê lại số hàng công ty Mai Lâm đang làm ăn với công ty Bảo Tín Minh Thu, công ty Tuấn Oanh và công ty Hoàng Huy Hùng thì phát hiện lượng hàng hóa gỗ và số tiền đầu tư chênh lệch quá lớn, không như những gì bà Mai đã nói khi huy động vốn của các doanh nghiệp, cá nhân. Thực tế kiểm tra, hàng của công ty Mai Lâm, Bảo Tín Minh Thu và Tuấn Oanh đang trên đường về cảng Hải Phòng là khoảng 360 container. Theo giá trị có hàng đặt cọc trên làng nghề gỗ Hà Tây và Sóc Sơn, khoảng 40 tỷ đồng. Tiếp tục tìm hiểu thêm, lượng hàng bà Mai đã đặt cọc cho bên đối tác tại Trung Quốc thông qua trợ lý của mình tên A Bình, người chuyên nhập xuất hàng hóa từ châu Phi về Việt Nam, thì bà Mai mới thanh toán khoảng 40 tỷ đồng bằng với số tiền các làng nghề đã đặt cọc. Kiểm tra hàng nằm ở cảng Sài Gòn, chỉ có 241 container đang nằm trên bãi. Công ty Bảo Tín Minh Thu 120 container, công ty Tuấn Oanh 71 container, còn lại là Hoàng Huy Hùng. Số hàng này bà Mai mới chỉ trả được 23 tỷ đồng, chứ chưa thanh toán hết 100% giá trị hàng hóa. Ngoài ra, tìm hiểu việc thông quan hàng hóa, các nhà đầu tư mới té ngửa bởi công ty Mai Lâm thông quan hàng hóa qua công ty Quảng Bình, một doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hải Phòng. Với số tiền huy động vốn lên đến 900 tỷ đồng và số tiền hàng thì chênh lệch nhau quá lớn, nhiều nhà đầu tư đều đặt câu hỏi, không biết bà Mai đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng của họ vào mục đích gì, hiện số tiền này đang ở đâu. Bí ẩn chiếc xe Lexus 350. Nói về việc bà Mai bỗng dưng biến mất vào ngày 30 tháng 3, trước đó một ngày, nhiều người vẫn nhìn thấy bà Mai đi trên chiếc xế hộp Lexus 350, đăng ký chính chủ tên của bà và là tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi nhánh Duyên Hải, theo hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản ngày 17 tháng 3 năm 2020, được ký kết giữa bên bảo đảm là bà Nguyễn Thị Mai với bên nhận bảo đảm là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi nhánh Duyên Hải. Thế nhưng, đến ngày 31 tháng 3, khi bà Mai rời khỏi nhà, chiếc xe này cũng biến mất một cách bất thường. Ngay sau khi nghe tin bà Mai cao chạy xa bay, một số nhà đầu tư đã truy tìm chiếc xe, hỏi han khắp mọi nơi nhưng không thấy. Tìm hiểu thông tin từ bà Oanh, công ty Tuấn Oanh, các nhà đầu tư được biết, chính công ty Tuấn Oanh cũng đã cầm cố nhiều tài sản để đầu tư hợp tác với bà Mai. Còn về chiếc xe và bà Mai hiện đang ở đâu thì bà Oanh cũng không biết. Thế nhưng, ngày 17 tháng 4, một số người bất ngờ phát hiện có người đi chiếc xe Lexus biển kiểm soát 15A55399 của bà Mai trên đường Hoàng Diệu. Các nhà đầu tư mới tìm hiểu về lịch trình của chiếc xe từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 thì phát hiện chiếc xe này tối ngày 30 tháng 3 đã được bà Mai bàn giao cho một người tên Thế Anh làm việc tại ngân hàng ACB. Bảo vệ nơi trông giữ xe xác nhận chiếc xe gửi tại bãi lúc 9 giờ tối ngày 30 tháng 3 và việc bàn giao xe khi đó có 3 người, một người là của ngân hàng ACB. Được biết, chiếc xe này đã được bà Nguyễn Thị Mai ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lê Oanh vào ngày 24 tháng 3 tại trụ sở phòng công chính số 2, thành phố Hải Phòng. Đến ngày 17 tháng 4 năm 2020, bà Oanh đã làm thủ tục rút hồ sơ đăng ký tại công an thành phố Hải Phòng và sang nhượng lại cho anh Trần Huy Cường, sinh năm 1973, với số tiền 3,2 tỷ đồng. Đại diện các nhà đầu tư cho biết, chúng tôi rất bức xúc.
Cần phải làm rõ việc bà Oanh đã nhận ủy quyền chiếc xe từ bà Mai ngày 24 tháng 3, sau đó ngày 17 tháng 4 đã thay mặt bà Mai bán chiếc xe này. Thế nhưng trong cuộc họp cũng như những lần chúng tôi hỏi thì bà Oanh không hề đả động gì đến điều này. Ngay cả cuộc họp của các nhà đầu tư vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, tức là một ngày sau khi bà Mai rời khỏi nhà, khi nói về các tài sản của bà Mai, bà Oanh cũng không đả động đến chiếc xe này. Hàng trăm tỷ đồng đã được chuyển ra nước ngoài. Qua tìm hiểu, quá nửa số tiền các nhà đầu tư góp vốn cùng công ty Mai Lâm đã được chuyển ra nước ngoài qua các tổ chức tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến khi bà Mai biến mất, số tiền chuyển qua nước ngoài đã lên tới trên 300 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị chức năng hiện đã nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, hợp tác với công ty Mai Lâm và cá nhân bà Mai. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm của bà Nguyễn Thị Mai được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 25 tháng 9 năm 2019. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán máy móc, thiết bị. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, công ty Mai Lâm đã huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, cá nhân lên tới hơn 900 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp góp hơn 170 tỷ đồng. Trong bức thư gửi một số người sau khi mất tích, bà Nguyễn Thị Mai viết: "Trước tiên, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến hai bạn của tớ nhiều lắm. Đến lúc này, thực lòng tớ phải ra đi để tìm con đường cứu vãn tình thế như hiện nay. Tớ đi, nhưng lại là người có lỗi rất nhiều với các bạn. Nhiều năm nay, các bạn tin tưởng để gửi gắm vào tớ đồng tiền làm ăn. Tớ cũng đã cố gắng không phụ lòng các bạn, để kiếm thật nhiều tiền cho các bạn vui. Nhưng đến bây giờ thì lại làm cho các bạn không vui rồi."